Lúc này sát cánh với ông Hiddink là một số trợ lý đồng hương của ông người Hà Lan. Cái bắt tay đầy nghĩa giữa những người quen Quyết và Park Hang-seo. Ngày hôm qua hai ông đã có gặp nhau trong một cái không khí có thể nói là rất xúc động của hai nhà cầm quân. Đang thi đấu cho Quốc An. Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia Trung Quốc lúc này vẫn là Marcelo Lippi người Italia. Lippi từng có giai đoạn rời đội tuyển Trung Quốc tuy nhiên đã trở lại. Và Trung Quốc lúc này đang đầu tư lớn để đặt ra nhiều quyết tâm. Đường xuất phát của U22 Việt Nam ngày hôm nay gồm có số 1 thủ môn Bùi Tiến Dũng, số 4 Hồ Tấn Tài, số 5 Huỳnh Tấn Sinh, số 7 Triệu Việt Hưng đeo băng đội trưởng, số 8 Nguyễn Trọng Đại, số 9 Nguyễn Tiến Linh, số 11 Nguyễn Trọng Hùng, số 14 Nguyễn Hoàng Đức, số 16 Bùi Tiến Dũng, số 18 Đỗ Thanh Thịnh và số 21 là Nguyễn Đức Chiến. Một cuộc đối đầu rất đáng chú ý mặc dù chỉ là một trận giao hữu giữa Việt Nam và Trung Quốc. Lúc này thì các giải vô địch quốc gia của Việt Nam và Trung Quốc đều vẫn đang diễn ra. Các cầu thủ sẽ trở về với giải vô địch quốc gia sau trận đấu này. Và như vậy là trọng tài Ngải Khôn đã nổi gương hai cuộc. Ở hiệp 1, Trung Quốc bảo vệ cầu môn bên trái màn hình nhỏ các bạn. Tiền đạo Tiến Linh sau khi thi đấu một hiệp ở trận đấu tại Thái Lan đã đá chính trong trận đấu ngày hôm nay. Pha can thiệp của Bùi Tiến Dũng. Bùi Tiến Dũng đang là một trong ba trung vệ của U22 Việt Nam. Bùi Tiến Dũng đang đá bên cạnh Nguyễn Đức Chiến và Huỳnh Tấn Sinh. Ở hai biên là Hồ Tấn Tài và Thanh Thích. Đỗ Thanh Thịnh. Vào lúc này Trọng Hùng cùng với Tiến Linh và Hoàng Đức đang là ba mũi tấn công của U22 Việt Nam. Đường chuyền vào của Thanh Thịnh. Trong thành phần của Trung Quốc góp mặt ở trận đấu ngày hôm nay có hai cầu thủ người Ngô Duy Nhĩ. Việt Hưng. Trận đấu đang diễn ra với tốc độ trung bình, hai bên đều thi đấu có thể nói là khá thận trọng. Thanh Thịnh. Tới rất tốt ở bên cánh trái. Với tốc độ và khả năng lên công về thủ. Đây là Nguyễn Chấn.
phần của U22 Trung Quốc ngoài Lâm Lương Minh đang chơi cho đội trẻ Real Madrid là Castilla thì những người còn lại đều đang thi đấu cho các đội mạnh của Trung Quốc. Rất nhịp nhàng, căng ngang. Chúng tôi xin đính chính trợ lý của ông Thiết Đình, nguyên là cầu thủ của đội Trung Quốc, là Sun Ji-hai, phiên âm là Tôn Kế Hải. Thời điểm Tôn Kế Hải thi đấu cho Man City thì Li Tie, người vẫn gọi là Lý Thiết, là trung vệ của Everton. Chúng tôi xét lại, đây là một trận đấu giao hữu và ngày hôm qua thì ông Vang Sơ đã yêu cầu được thay 11 cầu thủ để tăng cường sự thử nghiệm. Tình huống mà thủ môn Trần Huy đã phải rời cầu môn. Rất nỗ lực Việt Hưng. Trong ba trung vệ của U22 Việt Nam thì Tấn Sinh thi đấu bên phải, Bùi Tiến Dũng ở giữa, bên trái là Đức Chiến. Dứt điểm. Wow! 1-0 cho U22 Việt Nam. Cầu thủ Việt Nam đã phát huy được sự thanh thoát trong những pha phối hợp. Không phải lúc nào cũng đẩy tốc độ lên, tuy nhiên chơi gắn bó rất có nét. Một pha dứt điểm gọn gàng sau tình huống tấn công vào cánh trái của đội bạn, hoàn toàn không việt vị. Pha thoát đi rất nhanh nhẹn. Một pha lên biên của cầu thủ đá cánh phải Hồ Tấn Tài. Và Tiến Linh đã chứng tỏ khả năng ghi bàn của mình. Tiến Linh là người đã thi đấu một hiệp ở trận đấu tại sân Thammasat. Ngày hôm sau anh đã bay sang Trung Quốc cùng với ông Park Seo và những người trợ lý Hàn Quốc. Cầu thủ của ông Vũ Sĩ Linh đang có những khó khăn trong việc nhập cuộc. Không chính xác. Tình huống xử lý của đội trưởng Lý Dương. Thời điểm thi đấu cho Man City thì Tôn Kế Hải. Lần duy nhất Trung Quốc có mặt ở World Cup là vào năm 2002, khi đó họ có một số cầu thủ đáng chú ý đang thi đấu tại châu Âu như là Phan Chí Nghị chơi cho Crystal Palace, Lý Thiết ở Everton và Tôn Kế Hải ở Man City. Pha tấn công rất nguy hiểm đâm thẳng vòng cấm của đội Việt Nam. Đó là pha xử lý của Lưu Nhã Phiến. Lưu Nhã Phiến đã bị đau. Tình huống theo người không tốt. Bùi Tiến Dũng đã có một pha theo người không được kín kẽ. Và Lưu Nhã Phiến đã có một cơ hội.
Việt Hưng. Đường chuyền của Thanh Thịnh. Chuyền vào. Pha xử lý của Hoàng Đức. Hoàng Đức là người đã chơi rất hay ở vòng loại U. Bên cạnh đó là kênh phát thanh VOV2. Các đài phát thanh và truyền hình trong cả nước có ý định phát sóng sau khi đăng ký có thể tiếp phát nguyên trạng trận đấu ngày nay. Cùng thì đã kịp phá bóng, đó là Đức Chiến, cầu thủ đa năng của câu lạc bộ Viettel. Mùa giải này tại V-League, Đức Chiến đã tiền vệ phòng ngự nhiều hơn so với trung vệ. Sau khi Viettel có sự tăng cường các trung vệ thì Đức Chiến ít được sử dụng ở vị trí trung vệ. Quả phát bóng cho U22 Việt Nam. Cầu thủ vừa rồi áp sát cầu môn là Dương Soái. Cần phải cảnh giác với những pha can lướt của các tiền đạo Trung Quốc. Không được để cho họ có nhiều khoảng trống. Với những tiền đạo to cao thì nếu để lộ khoảng trống họ sẽ ập vào và lúc bây giờ sẽ rất bị động. Góc là Trương Lăng Phong. Đường chuyền vào của Trương Lăng Phong. Bóng đã ra ngoài sân. Cầu thủ Việt Nam cần tránh những pha đua tốc độ với cầu Trung Quốc. Người lên đội hình luôn phải giữ bảo đảm, không được để lộ nhiều khoảng trống. Cũng phải rất cảnh giác với những pha bóng bổng, bởi vì đội bạn to cao những tình huống có thể biết trước rồi, tuy nhiên không dễ để hóa giải. Đã thắng Trung Quốc 3-2 tại vòng bảng ở sân Chi Lăng Đà Nẵng. Huỳnh Tấn Sinh. Đường chuyền của Hồ Tấn Tài. Rất mềm mại, Thanh Thịnh. Pha xử lý quen thuộc của Trọng Hùng. Có mặt ở bên cánh trái và dứt điểm bằng chân phải. Trọng Hùng. Pha căng ngang của Thanh Thịnh. Cầu thủ Việt Nam chơi mềm mại và kỹ thuật hơn rất nhiều so với các bạn cùng tuổi của Trung Quốc. Tôn Kế Hải là người đã thi đấu xuất sắc ở chiến dịch vòng loại World Cup 2002. Góp công rất lớn giúp cho Trung Quốc vượt qua vòng loại lần đầu tiên.
Từ khi bóng đá Thế vận hội dành cho đội U23 thì Trung Quốc chỉ duy nhất một lần góp mặt tại Olympic bóng đá nam. Đó chính là ở sân nhà Bắc Kinh năm 2008. Những giải còn lại thì U23 Trung Quốc đều không thể vượt qua vòng loại Olympic. Việt Hưng. Năm ngoái tại Anh. Rất hay. Hồ Tấn Tài. Không thể dứt điểm. Pha treo bóng. Tiến Linh bị đau. Hiệp một trận đấu có 2 phút bù giờ. U22 Trung Quốc của ông Vũ Chí Linh vẫn đang chơi có thể nói là khá nhạt nhòa. Pha va chạm đã khiến cho Tiến Linh bị đau. Tại giải U23 châu Á diễn ra trên sân nhà năm 2018, mặc dù là chủ nhà Trung Quốc đã không thể vượt qua vòng bảng, chúng ta xem một lần nữa 30 tỷ số của Tiến Linh. Phá phối hợp của hai cầu thủ Bình Dương. Đây là tình huống mà chắc chắn Tiến Linh và Hồ Tấn Tài đã rất hiểu nhau. Ở Bình Dương, Hồ Tấn Tài trong sơ đồ chiến thuật 4-4-2 là một hậu vệ nhưng cũng rất hay dâng lên. Đây là trận đấu được báo giới Trung Quốc quan tâm rất nhiều. Bóng đá Trung Quốc gần đây đã tạo ra những sự thất vọng và người ta đang hy vọng Hữu Định sẽ làm tốt ở đội U22 Trung Quốc. Tình huống nguy hiểm. Pha xử lý không trúng tâm bóng của thủ môn đội Việt Nam. Bên phía Trung Quốc số 11 Trần Vân Vân đã vào sân. Pha đi bóng của Trọng Hùng. Ở hiệp 1 của trận đấu, Trọng Hùng cùng với Tiến Linh và Hoàng Đức là 3 mũi tấn công của U22 Việt Nam. Đến lúc này trọng tài chính Hải Phôn chưa phải rút ra chiếc thẻ nào. Cựu cầu thủ nổi tiếng Tôn Tế Hải, người ta chúng ta vẫn gọi với cái tên là Sun Di Hai, năm nay 42 tuổi. Đến năm 39 tuổi thì Tôn Kế Hải mới giải nghệ. Pha treo bóng của Trần Văn Bân. Văn Toản đã xử lý chính xác. Để là Lâm Lưu Minh bị một chấn thương giờ chót. Lâm Lưu Minh là người đang chơi cho Castilla, đội trẻ của Real Madrid, đang thi đấu tại giải A3 của Tây Ban Nha. Đã từng có thời điểm Castilla giành quyền lên chơi tại La Liga, tuy nhiên theo luật thì không được và lại phải trở về hạng dưới. Không vào.
Bóng đi chạy cầu môn. Phá dứt điểm của Ngô Hồng Phước, cầu thủ của An Giang. Tình huống đi bóng nỗ lực của tiền đạo khoa An Giang Ngô Hồng Phước. Xa lạ. Những cầu thủ đang bận thi đấu tại V-League và giải nhất không phải tập trung, nhưng những người không được dùng nhiều thường xuyên có mặt và tập trung với nhau. Huấn luyện viên Park Seo muốn tạo ra một lực lượng dày có sự kế thừa, thay thế ngay khi cần thiết. Hết sức nguy hiểm. Đường truyền vào của Trần Bân Bân. Văn Toàn vừa rồi đã mất phương hướng. Người đã dứt điểm là Hoàng Sấm. Hoàng Sấm là cầu thủ vào sân thay người của U22 Trung Quốc. Đây là phút Văn Đàn từng là tiền đạo của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, từng lên đội tuyển nhưng đá hậu vệ biên dưới thời ông Tavares. Một cú ra chân trái rất nhanh, không cần nhiều đà. Từ lúc vào sân, cầu thủ của câu lạc bộ An Giang Hồng Phước đã chơi rất nỗ lực. An Giang từng là đội bóng mạnh của đồng bằng sông Cửu Long. Sau nhiều năm thi đấu tại giảng dưới, An Giang đã từng lên chơi V-League một mùa. Chúng ta xem lại pha bóng rất hay. Như vậy lúc này Tiến Linh vẫn đang có mặt trên sân. Áp sát cầu môn. Tỷ số trận đấu được đưa lên 2-0. Vâng, chúng tôi vừa nhắc là Tiến Linh vẫn có mặt trên sân và chưa kịp nói là anh đã chơi, có thể nói không xuất hiện được nhiều từ hiệp 2, thì anh đã lại có mặt và ghi bàn. Tiến Linh đã lập cú đúp giúp cho Việt Nam đang dẫn trước U22 Trung Quốc của ông Vũ Sư Đình với tỷ số 2-0. Tiến Linh vẫn thi đấu trên sân, tuy nhiên những phút đầu hiệp 2 tiền đạo Hồng Phước đã chơi nổi bật. Mặc dù vậy, Tiến Linh vẫn chứng tỏ bản lĩnh và kinh nghiệm của một cầu thủ vào loại dạng dày nhất ở đội U22 lúc này. Lại là một pha lên biên của Hồ Tấn Tài. Tiến Linh đã ghi được hai bàn thắng đều do những pha dâng cao kiến tạo của Hồ Tấn Tài. Hai cầu thủ Bình Dương rất hiểu nhau. Đó cũng là những người nhiều kinh nghiệm nhất của U22 vào lúc này, vào loại nhiều kinh nghiệm nhất. Hôm qua huấn luyện viên Hàn Quốc đã gặp lại Vũ Thế Đình trên sân tập và rất xúc động. Cú đá nguy hiểm, liên tục những pha dứt điểm. Phản công 4-3 không thực sự hợp lý, hoàn toàn có thể giải quyết tốt hơn. Cầu thủ đã kịp can thiệp là Tưởng Thành Long. Một pha bóng có nét hiếm hoi của cầu thủ Trung Quốc. Trên ghế dự bị của U22 Trung Quốc ngày hôm nay có cầu thủ Ôn Gia Bảo cùng tên với nguyên thủ tướng Trung Quốc. Ôn Gia Bảo đang chơi cho câu lạc bộ Đại Liên.
dốc bóng. Cầu thủ Việt Nam từ đầu trận đã chơi khôn khéo, không để lộ nhiều khoảng trống để Đoàn có thể phát huy khả năng cản lướt và đua tốc độ. Cầu thủ Trung Quốc có thể đá bóng vụng về, tuy nhiên ở môn điền kinh thì họ vẫn là một quốc gia mạnh. Từ lâu đã có các nhà vô địch thế giới. Cầu thủ đá phạt góc là Tào Vĩnh Canh. Tuyến hai dứt điểm. Thêm một pha sút bóng. Cầu thủ Việt Nam khi lui về đá thấp cũng rất uyển chuyển và sẵn sàng bỏ lót cho nhau. Tuy nhiên có thể những phút tới sẽ là những giây phút khó khăn hơn. Đức Chiến là cầu thủ cao trên 1m80. Sẽ có hàng loạt những sự thay đổi người. Đỉnh mạnh của Nam Định có cơ hội vào sân. Mai Xuân Quyết của Nam Định cũng sẽ vào sân. Có thể còn có cả Nhâm Mạnh Dũng của Viettel. Bác sĩ lại phải vào sân chăm sóc cho Tiến Linh. Thời điểm mà Sun Ji Hai, Tôn Kế Hải thi đấu cho Man City thì có lúc một đoàn Trung Quốc có 4 cầu thủ thi đấu tại Anh. Ngoài Tôn Kế Hải còn có Li Tie, Lý Thiết chơi cho Everton, Li Huy Feng, Lý Vĩ Phong cũng là Everton và Phan Chí Nghị chơi cho Crystal Palace. Trọng Hùng dưới sân. Nhâm Mạnh Dũng của Viettel là một cầu thủ tấn công. Nhâm Mạnh Dũng mới 19 tuổi. Thái Quý là cầu thủ vào sân thay cho Trọng Đại, bây giờ đã lại rời sân. Ngay giải bóng đá nhà nghề Trung Quốc có sự có mặt của 16 câu lạc bộ. Giải Trung Quốc năm 2019 đã diễn ra được 23 vòng đấu. Dẫn đầu là Quảng Châu Hàng Đại, xếp thứ hai là Bắc Kinh Quốc An, thứ ba là Thượng Hải. Đỗ Thanh Thịnh vẫn đang chơi ở cánh trái. Phía đối diện vẫn là Hồ Tấn Tài. Có thể nói việc ông Bang Sơ gần đây liên tục một tháng tập trung 2 lần đội U22 là một điều rất quý giá với những cầu thủ trẻ. Bóng đá Việt Nam sẽ luôn có nguồn cầu thủ kế thừa. Bản thân những cầu thủ đã từng lên tuyển trở về câu lạc bộ cũng sẽ có một tâm thế khác. Vừa có động lực lại vừa có trách nhiệm hơn. Chúng ta vừa xem lại pha phạm lỗi của Đoàn Lưu Ngu. Bác sĩ Choi là một nhân vật rất quan trọng trong những việc, trong những ca chấn thương của các tuyển thủ. Cầu thủ gọi ông là phù thủy bởi khả năng khám và chăm sóc các vết thương rất tốt. Không vào. Đó là những tình huống mà chúng ta đã biết trước.
passer đều chính xác. Và có cái hay nữa là rất tròn trịa, chính xác và kín kẽ trên nhiều phương diện. Chúng ta đang có một tỷ số 2-0, thế trận tương đối an toàn. Và điều quan trọng là thử nghiệm được nhiều vị trí. Trận đấu ngày nay sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ của Ngô Hồng Phước, cầu thủ đang chơi cho An Giang. Ngay cả những cầu thủ ít được đá tại V-League cũng có cơ hội xuất hiện ngày hôm nay. Cú đá không thật sự nguy hiểm. Cầu thủ Trung Quốc nếu có cơ hội dứt điểm thì cũng không thể dứt điểm thật là rảnh chân. Với những gì diễn ra thì có lẽ quãng thời gian trước mắt của Hít Đình sẽ rất gian nan với bóng đá Trung Quốc. Bọc lót kịp thời. Cầu thủ Việt Nam cố gắng cầm giữ bóng, không phá bóng. Khi mà Hoàng Sơ thay nhiều cầu thủ vào sân thì cũng là lúc Việt Nam đã có được hai bàn thắng và có thêm những thuận lợi. Những cầu thủ cao nhất sẽ làm hàng rào. Quả phạt có cự ly khoảng 20 mét. Bóng đập hàng rào. Chỉ còn hơn 2 phút nữa là trận đấu kết thúc. Pha phản công. Có cơ hội. Rất tiếc là cơ hội đã trôi qua. Pha xử lý của Ngô Hồng Phước. Nhâm Mạnh Dũng. Đã gắn bó với nhau trong một khoảng thời gian rất đẹp. Trọng tài Ngải Khôn đã nổi tiếng qua bán cuộc. Chúng ta đã có thêm một tin vui. U20 Việt Nam đã giành chiến thắng 2-0 trên đất Trung Quốc. Cả hai bàn thắng đều do công của Tiến Linh. Và thêm một lần chúng ta thấy sự khiêm tốn của Vang Sơ khi gặp lại ông Hít Đình. Lúc này thì người ta
có thể nói phải dành từ phù thủy với ông Quang Sơ. Ông dẫn đội bóng nào cũng rất mát tay, kín kẽ và rất tròn trịa. Một trận đấu thể hiện được nhiều ý. Chúng ta không chỉ thắng với tỷ số mà cao thủ còn có dịp chui rèn rất nhiều. Một lối chơi được định hình, có chiều sâu, có người thay thế tốt trong từng vị trí. Có thể nói với gì đang diễn ra, chúng ta có thể tự tin hướng tới SEA Games và cả cái đích cao hơn, đấy là giải U23 châu Á diễn ra tại Thái Lan đầu năm sau.